qua 12 tháng 3, 2021, Đài khí tượng Thủy văn đã cảnh báo ngày mai sẽ có gió mạnh trên toàn lãnh thổ. Cụ thể hôm nay, 13 tháng 3 gió mạnh thổi đến 37 km/h, suốt từ sáng sớm cho đến gần tối thì hết. Tại khu triển lãm ảnh của Chiteka tại Nové Putovice, gió mạnh đã làm đổ một khung ảnh phía cuối dãy. Đó chính là khung ảnh có ảnh về cựu tổng thống Václav Havel ở mặt sau. Chắc phải đến ngày mai người ta mới biết để dừng lại. Gió mạnh tại Séc là món quà thường xuyên của thiên nhiên. Lẽ ra các khung ảnh ngoài việc đeo hai tảng bê tông nặng ở dưới đáy ra thì nên dặn thêm các thanh ngang ở phía trên để liên kết một vài khung ảnh ở hai đầu lại với nhau là nơi gió sẽ trượt hồi trực tiếp vào đầu tiên. Như vậy sẽ đảm bảo an toàn.